là nơi mà chúng ta muốn tiến đến để đạt được hạnh phúc. Và khi đạt được hạnh phúc rồi thì chúng ta phải ăn mừng. Và sau đó chúng ta đặt một mục tiêu khác cao hơn mục tiêu đó, chúng ta lại không hạnh phúc nữa. Hạnh phúc nó giống như giàu thôi, chả có cái gì cả. Và cơ bản hạnh phúc. Thế giờ ông nào cũng đi bàn hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là cái gì? Bao nhiêu trong số các anh chị đang hạnh phúc ở trong hội trường này, giơ tay lên nói tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị trong hội trường này chưa hạnh phúc lắm, giơ tay lên nói tôi. Ôi trời ơi, nó nhiều đấy. Thế thì hạnh phúc là gì? Vui vẻ là hạnh phúc à? Ai thấy vui vẻ là hạnh phúc, giơ tay lên. Vui, nhưng mà ở nhà thằng chồng nó ngồi nó vẫn ghen, nó bảo mày đi đâu thế mà 12 giờ được yếu lớp học là 12 giờ đó. Vậy có hạnh phúc không? Bao trong số anh chị đang rất vui cho tôi lên nói tôi. Thế tí về nhà có hạnh phúc không? Không. Về nhà có hạnh phúc nữa không? Rồi hạnh phúc là gì? Có tiền là hạnh phúc à? Có bao nhiêu tiền thì hạnh phúc? 10 triệu là hạnh phúc. Rồi hạnh phúc, tiền về cơ bản là không liên quan đến nhau, nhưng thực ra nó có liên quan. Tôi định nghĩa hạnh phúc đơn giản lắm, giống ông kia hạnh phúc à. Hạnh phúc là thế này: thứ mình muốn và thứ mình có. Muốn và có hạnh phúc khi nào? Một, hạnh phúc khi nào? Hạnh phúc khi thứ mình có, thứ mình có lớn hơn thứ mình muốn là mình hạnh phúc. Bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là mình đạt được thứ mà mình muốn thì mình cũng sướng, hạnh phúc. Giơ tay lên nói rồi à, mình cứ muốn cái điều gì mình có nhiều hơn hoặc bằng là mình hạnh phúc, rất dễ. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng là mình có thể dễ dàng đạt được cái trạng thái hạnh phúc khi mình đã rõ cái điều này rồi? Giơ tay lên nói rồi. Vậy thì làm thế nào để mình muốn được đạt được hạnh phúc? Như vậy nó lại quay trở lại ở đây là mình phải biết rõ điều mình có và biết rõ điều mình muốn. Có biết khi nào mình hạnh phúc không? Đây này, hạnh phúc là thế này này: điểm A và điểm B, điểm B ở đây này, điểm A ở đây này, nó cân bằng nhau thì nó hạnh phúc. Hoặc là điểm A nó ở trên này này, nó cao hơn điểm B này thì nó hạnh phúc. Hiểu chưa? Ai thấy điểm A cao hơn điểm B là mình hạnh phúc, giơ tay lên cho tôi. Điểm B là điểm mình muốn, điểm A là điểm mình có. Điểm có mà nó lại lớn hơn điểm mình muốn thì mình làm sao? Hạnh phúc, đúng rồi. Bây giờ mình chỉ muốn có 500 triệu mà mình trong túi mình có 1 tỷ thì mình hạnh phúc hay là mình rất hạnh phúc? Rất hạnh phúc, đúng rồi. Mình bây giờ mình định nghĩa là mình có một bà vợ, mà bây giờ mình vừa có vợ lại vừa có con thì mình có hạnh phúc không? Ông vậy bạn từ sáng rồi tôi phát hiện ông đấy. Bao trong số các chị thấy rằng mình vừa có vợ, mình vừa có con nữa thì mình hạnh phúc hơn, tôi lên đây tôi. Tức là điểm ca mình đã có. Thế bây giờ mình muốn mấy con? Mình muốn mấy con? Hai con đúng không nhỉ? Hai con ở đây. Vì mình có hai con thì mình làm sao? Gia đình hạnh phúc chỉ có hai con đúng không nhỉ? Thế bây giờ mình lại có tận tới 5 con thì mình hạnh phúc hay là mình rất hạnh phúc? Rất hạnh phúc. Định nghĩa thế đơn giản không? Thế thì mình có dễ dàng làm được điều này không? Hả? Có. Thế thì mình muốn có vợ không? Có. Bây giờ mình có mấy vợ? Có một vợ. Thì có nhiều hơn một vợ thì mình có hạnh phúc không? Đấy là cái bà định nghĩa. Đấy là lý do tại sao đàn ông họ hạnh phúc thật là dễ dàng. Bây giờ mình muốn có 500 triệu để làm gì? Muốn có 500 triệu để làm gì? Để đi học Eco Club. Thế giờ mình có dễ dàng có được 500 triệu không? Có dễ không? Dễ. Alo, mày à, cho tao vay 500 triệu. 500 triệu có. Ủa, có 300 có lấy không? Thế hỏi mày có mấy thằng như thế? Em có 5 thằng như thế. Thế gọi cho 5 thằng thì mình có bao tiền? Tỷ rưỡi. Có hạnh phúc không? Gọi có 5 cuộc điện thoại, cứ cho tỷ lệ thành công là 50-50 đi, thì được 2 rưỡi. 2 rưỡi mà nó cho mình vay 3 thì cũng được hơn 500 rồi.
ổn định nhỉ. Như vậy thì mình có hạnh phúc không? Ôi trời, quá hạnh phúc luôn. Như vậy có 500 triệu là có hạnh phúc rồi. Bây giờ bao nhiêu trong số các chị muốn cha mẹ mình luôn sống khỏe mạnh, giơ tay lên nói tôi. Thế bây giờ cha mẹ mình phải khỏe quá đi thì mình có hạnh phúc không? Hôm nay các anh chị có nhìn thấy bố tôi không? Ai hôm nay nhìn thấy bố tôi giơ tay lên nào? Tất cả các anh chị đều nhìn thấy bố tôi mà không biết đây là bố tôi rồi. Ông khỏe không? Bắt thử ảnh ấy, em cầm cái lé xe máy ấy, em rèn đến đây xong cầm cái ảnh chạy đi về post ảnh Facebook ấy. Vào Facebook của bố tôi xem, cực kỳ hạnh phúc nhà biết không ạ? Ông vừa có bà, vừa có con, vừa có cháu, lại vừa có bạn gái nữa, em cũng được tuyệt vời không? Rồi, như vậy muốn hơn có thì sao? Đây là hạnh phúc này, lớn hơn hoặc bằng, đây gọi là phương trình, lớn hơn hoặc bằng. Hạnh phúc là khi điều mình có, rồi, và điều mình muốn, đúng rồi, nó có nó lớn hơn điều mình muốn, lớn hơn hoặc bằng điều mình muốn thì mình hạnh phúc. Thế nó nhỏ hơn thì sao? Nó nhỏ hơn thì sao? Thì nó không hạnh phúc. Quay sang bên cạnh hai phải là nó không hạnh phúc. À, bắt đầu hay rồi đây. Này, tôi hỏi không? Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? À, ông nào cũng lấy rồi. Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? Trả lời đi. À, không tốt. Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? À, là không tốt. Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? À, không tốt. Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? Không hạnh phúc là tốt hay không tốt? À, hay quá. Nó bắt đầu hay rồi đây. Không hạnh phúc là không tốt, phải không? Ai đồng ý với tôi rằng không hạnh phúc là không tốt, giơ tay lên nói tôi. Ờ, không sao. Không hạnh phúc là không tốt. Ta quay trở lại cô gái ngày hôm qua của chúng ta. Điều cô ấy muốn ở khúc giữa này là 80 kg. Và trọng lượng của cô ấy đang là 100 kg, tôi lấy ví dụ như vậy. Và khi mà cô ấy muốn mà cô ấy không có, cô ấy muốn là 80 mà nó lại bị thừa cân thì như thế này có hạnh phúc không? Không, đây là hạnh phúc. Nhưng mà cô ấy muốn từ 100 cân tiến lên 80 cân như thế này. Cô ấy ở 100 cân, cô ấy có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Bây giờ điều gì sẽ diễn ra đối với cuộc đời cô gái này nếu cô ấy hạnh phúc với 100 cân? Điều gì diễn ra nếu cô ấy hạnh phúc với cái điểm 100 cân này? Thì cô ấy có bao giờ tiến về 80 cân được không? Không. Vậy cho nên cô phải sao ạ? À? Cô phải không hạnh phúc với cái 100 cân thì cô ấy mới tiến về 80 cân. Bao nhiêu trong số các anh chị nhận ra rằng không hạnh phúc cũng là điều tuyệt vời thì giơ tay lên nói tôi. Ơ, thế các anh chị đã đến cái chương trình gì đây? Đánh thức sự giàu có. Vậy trong giây phút vừa rồi ai đã được thức tỉnh thêm một điều gì đó? Giơ cao tay lên nói tôi. Ai thích không hạnh phúc thì giơ tay lên nói tôi. Đúng rồi, cho nên người ta mới nói thế này, nói chữ thôi. Hạnh phúc là một hành trình. Giờ hiểu hạnh phúc là hành trình là gì? Thế hạnh phúc là hành trình là sao? Là không bao giờ đến được cái chỗ 80 cân này đâu. Vì sao biết không ạ? Khi mà tiến được tới đây rồi thì lại muốn tiến tới đây cơ. Bao nhiêu? 48 kg. Còn nhớ không? Nếu nó tiến về 48 kg thì nó lại muốn cái gì biết không? Nó lại muốn eo 48 cân cơ. Eo này, đừng đùa với thầy chùa, eo ngon đấy, thấy chưa? Đấy, eo đẹp.
Ok. Như vậy không hạnh phúc tốt hay không tốt? Tốt. Vậy thì như thế này là hạnh phúc này, như thế này là không hạnh phúc này. Và hạnh phúc cũng rất là tuyệt vời. Hạnh phúc là nơi mà chúng ta muốn tiến đến để đạt được hạnh phúc. Và khi đạt được hạnh phúc rồi thì chúng ta phải ăn mừng. Và sau đó chúng ta đặt một mục tiêu khác cao hơn mục tiêu đó, chúng ta lại không hạnh phúc nữa, chúng ta lại tiếp tục tiến lên về phía trước. Như vậy, đầu tiên ta đặt ra mục tiêu là 80 này, rồi ta về 48 này. Như vậy, về đến 80 cân ta phải làm gì? Ăn mừng.